Xin chào anh em. Trên màn hình anh em hiện tại là cây cần câu Shimano độ cứng 5H cuốn chỉ cao cấp. Cần này chất liệu carbon là xuất xứ từ Nhật Bản nhé. Chịu tải cao từ 2 đến 7 cân và chiều dài từ 3m6, 4m5, 5m4 và đến 6m3. Tay cuốn chỉ rất đẹp, chắc khỏe và tinh tế. Thân cần được làm từ chất liệu carbon. Đấy. Cần này có đòn 3 ly nhá. Đấy, độ dài thu gọn là 70 phân. Đấy. Thuận tiện cho anh em đi câu sông, câu hồ, câu biển. Với cần này thì anh em có thể những giây phút được trải nghiệm trên câu cá đầy thú vị. Đấy, anh em nhớ chia sẻ cho mình nha.